Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với xe 24 giờ để biết thông tin về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Kia Caravan bản 2.2, bản City bản 7 chỗ ạ. Chiếc xe Kia Caravan bản City này khi mà sang cuối tháng 7 đầu tháng 8 này đang có các chương trình khuyến mại như nào thì phép giới thiệu cho em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em mới đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe à tổn bánh và các chương trình khuyến mãi ạ ok xin phép được đi vào vấn đề chính ạ đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần uh, giá xe ạ à. với giá miết của chiếc xe này đang là 1 tỷ 469 triệu ạ khi mà dùng các chương trình khuyến mại cuối tháng 7 đầu tháng 8 này lá máy nội đang là 1 tỷ 654 triệu ạ còn trả góp thì đang là 507 triệu Còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 605 triệu Trả góp thì đang là 458 triệu ạ Còn là tỉnh áp thuế 1200 thì đang là 1 tỷ 634 triệu Trả góp thì đang là 487 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 625 triệu Trả góp thì đang là 478 triệu ạ có một giá tốt hơn hay khuyến mại nào tặng phụ kiện là sao Chi bài như nào thì anh gọi điện cho em hoặc nhắn tin zalo cho em chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhá ok tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe Kia Caravan bản máy dầu bản xe đi ạ đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 5 m 155 ạ rộng là 1 m 995 còn cao là 1 m 775 ạ về chiều dài cơ sở dài đang là 3m090 ạ Và khoảng sáng cầm xe đó chính là 17,2cm ạ Về tổng thể chiếc xe này nó rất là dài, rộng và cao nha em nhá Còn đây giới thiệu cho em về phần đầu xe Phần đầu xe của chiếc xe Kia Caravan thì thiết kế nó rất là góc cạnh Tạo ra phần đầu xe cảm giác nó được thể thao hơn và mạnh mẽ hơn ạ Lối bật về phần đầu xe đó chính là có mặt nới căng và cụm đèn phía trước ạ bạn lấy cái lăng của chiếc xe Kia Caravan bản uh, Sedecho máy dầu này thiết kế nó rất là sang trọng và thể thao đấy ạ. Và cụm đèn phía trước nó sử dụng là uh, đèn full LED cho cả đèn cốt hay đèn pha và có giải đèn LED ban ngày rất là dài và thiết kế nó rất là cách điệu, tạo ra phần đầu xe cảm giác nó được thể thao và sang trọng hơn ạ. Về phần mặt uh, cản trước của chiếc xe này nó sẽ là có thanh đẹp chrome khá là nhỏ thôi, chạy thì chạy mình bên trái sang bên phải, tạo ra chiếc xe cảm giác nó được trường sẽ hơn, dài hơn và sang trọng hơn ạ. Về phần đèn gầm của chiếc xe này nó sử dụng là đèn LED đấy ạ. Ở đây giới thiệu cho em về phần sườn xe ạ. Phần sườn xe của chiếc xe Kia Caravan bản Citro máy dầu này nó cũng được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe được cứng cáp hơn, chắc chắn hơn, sang trọng hơn ạ. Và bánh xe của chiếc xe này nó sẽ là bánh đúc hợp kim nhôm. Vành chiếc xe này là vành 19 inch ạ. Màu là màu bạc trắng kết với với cả màu đen phanh đĩa cho cả bốn bánh ạ. Các tính an toàn như hệ thống phanh ABS này, phân bố phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA và rất nhiều tính an toàn anh em nhá. Về trơn sườn xe của chiếc xe này có thanh đẹp chrome khá là nhỏ thôi, nhưng tạo điểm nhấn của chiếc xe, cảm giác chiếc xe nó được trường xe hơn. Gương chiếu hậu là sẽ là gương chiếu hậu cùng màu thân xe ạ. Tích hợp trên này sẽ là có xi nha trên gương bằng đèn led ạ. Nó sẽ có chỉnh điện, gập điện, cụp gương tự động, điều chỉnh bốn mặt gương ạ. Và ngoài ra nó sẽ có cả camera 360 độ nữa đấy ạ. Đó, về chân kính, của là chiếc xe này nó sử dụng chân kính bằng bằng nhựa thôi em nhá và có phần phía đuôi nó có thanh nhập chrome khá là khá là to bản về phần tay nắm cửa là tay nắm cửa cùng màu thân xe có một chút điểm nhấn có thanh nhập chrome và tích hợp thêm đó chính là có nút bấm đó chính là có chìa khóa thông minh đi ạ về phần trần uh, xe của chiếc xe này nó sử dụng là trần có hai cửa sổ trời à hai cửa sổ trời nhầm nha, cửa sổ trời đôi đi ạ. Anten sử dụng là anten uh, Dạ, vây cá, đèn uh, giá lóc hai thanh, đèn và phanh trên cao. đối bật về phần đuôi xe của chiếc xe này thì nó rất là dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe được cứng cáp hơn, chắc chắn hơn và thể thao hơn ạ. Và chiếc xe này nó sử dụng là đèn đèn led ạ, chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe, nó cũng khá là nhỏ thôi. Nó sẽ lối lên mạch với hai cụ đèn với nhau tạo ra chiếc xe cảm giác nó được sang trọng và lịch lãm hơn rất là nhiều đấy ạ. Về cản sau của chiếc xe này nó sẽ là có cảm biến lùi 4 mắt ạ và có cả camera lùi ba camera 360 độ ạ. Và có thanh nạp chrome về phần phía cản sau tạo điểm nhấn của chiếc xe ạ. Cốp xe của chiếc xe này nó sử dụng là cốt điện thông minh đi ạ. Cốp của chiếc xe này thì đó, anh em có thể để đồ dài, đồ rộng, đồ to rất là thoải mái anh em nhá. cũng khá là rộng thì ạ. Đây, anh em thấy gặp được ghế được đi ạ. Hàng ghế thứ ba ngồi rất rộng rãi thoải mái. Giống như cũng hàng ghế thứ hai đi ạ. Đây. Đó, anh em để đồ to, đồ rộng khá là nhiều cho anh em đấy ạ. Mà trước chiếc xe 7 chỗ OK, giờ sang phần nội uh, thất giới thiệu cho em về nội uh, thất của chiếc xe Kia Carnival bản uh, Sedicho máy dầu ạ. Đây giới thiệu cho em về bên nội uh, thất này. Nội thất của chiếc xe Kia Carnival bản uh, Sedicho này nó sử dụng uh, là nội thất màu nâu, màu lâu với cả kết hợp với cả màu đen ạ. Tạo ra chiếc xe cảm giác nó được uh, sang trọng hơn, lịch lãm hơn và thể thao hơn. Đó. Ghế nó sử dụng là uh, ghế ghế bọc da chỉnh điện 10 hướng đấy ạ Chiếc xe này thì ngồi rất ôm ghế và ngồi rất là thoải mái đấy ạ Còn đây giới thiệu cho về bên cánh cửa này Cánh cửa của chiếc xe này nó sẽ là có nhiều ghế hai vị trí này Ngoài ra thì nó sẽ là có lên xung kính cho bốn cánh cửa Khóa cửa, chốt kính, điều chỉnh bốn mặt gương đấy ạ Ok, giờ sang bên hàng ghế thứ hai ạ Cửa trong hàng ghế thứ hai thì chiếc xe này nó sử dụng là cửa chỉnh điện anh em nhá Bấm nút điều khiển luôn đấy ạ đó, hàng ghế thứ hai thì ngồi rất là rộng rãi và thoải mái đấy ạ. Hàng ghế thứ hai thì ngồi độc lập luôn với nhau ạ. Đó, đây là hình chiếc xe thương gia đấy ạ. Ok, giờ xin sau bên trong giới thiệu chi tiết hơn về bên hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Kia Carnival ạ. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần vô lăng ạ. Vô lăng của chiếc xe này nó sẽ là vô lăng ba chấu ạ, được bọc da sờ rất mềm mại ạ. Tích hợp trên vô lăng sẽ là có đàm thoại dành tay, điều chỉnh âm lượng, có cả cruise control, đó chính là ga tự động ạ. Về túi khí bạn này nó sử dụng là 7 túi khí anh em nhá. Về bản đồ tốc lô, chiếc xe này nó sử dụng bản đồ tốc lô 12,3 inch đấy ạ. Lối liền khối với cả cụm màn hình giải trí, giống chiếc rất rất giống chiếc xe Mercedes đấy ạ. Màn hình đó nó sẽ màn hình giải trí là 12,3 inch. Và hệ thống điều hòa chiếc xe này nó sử dụng là hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc đập cho bên ghế lái, ghế phụ và hàng ghế sau ạ. Và phía dưới này sẽ là có cổng USB này, cổng sạc điện thoại này, và có cả cổng sạc điện thoại thông minh IQ đấy ạ. Về phòng hộp số, chiếc xe này nó sử dụng là hộp số tự động 8 cấp. Lấy số nó bằng root bấm em nhé. Không phải bằng các cái cần lấy số cơ bản, cổ điển đâu ạ. Phanh tay điện tử, auto hầu đấy ạ. Đó. Rồi sẽ quay lại cho anh em thì tổng quan cho anh em về bên hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Cativa này. Còn bên ghế phụ này nó sẽ điều chỉnh lưng ghế này có cả cổng sạc điện thoại luôn về phía sau luôn đấy ạ và nó sẽ là có cửa gió cho hàng ghế thai này về phần động cơ chiếc xe này nó sử dụng là động cơ smart trim động cơ smart trim thì giúp cho khối lượng động cơ nó giảm đi rất là nhiều và với công suất cực đại của chiếc xe này đó đang là 199 mã lực trên cho 3.800 vòng trên phút ạ còn mô men xoắn cực đại nó đang là 440 Nm trên cho 2.750 vòng trên phút ạ Về các tính an toàn của chiếc xe này thì uh, nó có rất nhiều tính an toàn cho anh em cho anh em nhá. Như là hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh cẩn cấp BA, hệ thống hỗ trợ khởi nhà dốc. Về túi khí bạn này nó sử dụng là 7 túi khí ạ. Ngoài ra nó sẽ có cảm biến slope này, phanh tay điện tử auto hold này, hệ thống cảm biến đỗ xe trước và sau, camera 360 độ, cruise control sử dụng là smart cruise control đấy ạ hệ thống rơi duy, duy trì làn đường, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ và chạm phía trước đi ạ. Ok, vậy video này em đã giới thiệu cho em về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Kia Carnival. Bản uh, Special, bản uh, máy dầu 7 chỗ rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy video này sẽ phép em ra dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé để sẽ cập nhật về giá xe toàn bộ dòng xe của Kia cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, Vinfast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng như rất nhiều loại xe trên trường Việt Nam để cho anh em sẽ lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn nếu mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe cảm ơn anh em đã xem video này kìa ạ